Giáo phái Tân Thiên Địa tụ họp ở Vũ Hán dù biết virus bùng phát. Thành viên giáo phái Shincheonji Tân Thiên Địa thừa nhận các tín đồ Vũ Hán vẫn tiếp tục hoạt động dù biết virus bùng phát và chỉ ngừng tụ họp khi có ca bệnh tử vong. Theo SCMP, các thành viên giáo phái Tân Thiên Địa cho biết tín đồ của giáo phái này đã tổ chức các hoạt động tại nhà thờ ở thành phố Vũ Hán trong thời gian đầu virus bùng phát. Nhà thờ Tân Thiên Địa tại Vũ Hán có khoảng 200 thành viên. Giáo phái tụ họp dù biết virus bùng phát. Tin đồn về virus bắt đầu lan truyền vào tháng 11, nhưng không ai để ý tới. Tôi đã ở Vũ Hán vào tháng 12, chỉ khi chúng tôi biết virus có thể gây chết người, nhà thờ mới dừng các buổi tụ họp. Một giáo viên mầm non 28 tuổi tại Vũ Hán, thành viên giáo phái cho biết. Người phụ nữ nói nhóm này vẫn tiếp tục chia sẻ các bài giảng và giáo lý qua mạng Internet. Tuy nhiên, phần lớn thành viên của nhóm tại Vũ Hán đã trở về nhà vào cuối tháng 1, trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong khi đó, các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết một thành viên của nhà thờ giáo phái ở thành phố Daegu, tâm điểm bùng phát dịch bệnh ở Hàn Quốc, đã tới Trung Quốc vào tháng 1. Cơ quan y tế Hàn Quốc hiện cũng đang điều tra khả năng việc bùng phát ở dịch ở thành phố Cheongdo có liên quan tới một lễ tang kéo dài 3 ngày tổ chức ở bệnh viện địa phương. Giáo viên mầm non tại Vũ Hán khẳng định, cô không cho rằng sự bùng phát của virus tại Hàn Quốc những ngày qua có liên quan tới thành viên của Tân Thiên Địa tại thành phố là tâm dịch của Trung Quốc. Tôi không nghĩ virus đến từ chúng tôi bởi không ai trong số các anh chị em của giáo phái ở Vũ Hán bị lây nhiễm. Tôi không biết về thành viên ở những nơi khác, nhưng ít nhất thì chúng tôi ở Vũ Hán đều khỏe mạnh. Không ai trong chúng tôi có biểu hiện mắc bệnh, người phụ nữ khẳng định. Người phụ nữ cho rằng sẽ là không công bằng khi buộc tội nhóm tín đồ Tân Thiên Địa ở Vũ Hán đã làm lây lan virus tới Hàn Quốc, đồng thời nêu ra thực tế có nhiều người Trung Quốc khác đi tới Hàn Quốc. Dù vậy, người phụ nữ không trả lời câu hỏi liệu có thành viên nào của nhóm này đã đi Vũ Hán tới Hàn Quốc sau khi virus bùng phát hay không. SCMP dẫn nguồn tin từ Trung Quốc cho biết giáo phái Tân Thiên Địa có 20.000 thành viên tại Trung Quốc, chủ yếu sinh sống ở các thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên, Trường Xuân và Thẩm Dương. Một mục sư Thiên Chúa Giáo ở tỉnh Hà Bắc giấu tên cho biết thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa là những người rất tận tụy với đức tin và vẫn tiếp tục đi truyền giáo trong thời gian dịch bệnh bùng phát, hoạt động theo nhóm nhỏ để tránh né cảnh sát. Nữ giáo viên là thành viên của Tân Thiên Địa tại Vũ Hán cho biết đền thiên của nhóm này ở quận Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán đã bị cảnh sát truy quét với cáo buộc hoạt động mê tín dị đoan. Tuy nhiên, thành viên của nhóm vẫn tiếp tục hoạt động theo các nhóm nhỏ. Chúng tôi ý thức được những thông tin tiêu cực ở ngoài kia sau vụ bùng phát dịch bệnh ở Hàn Quốc, nhưng chúng tôi không muốn lên tiếng tự bảo vệ trước công luận bởi sẽ vướng vào rắc rối với chính quyền. Chúng tôi chỉ muốn vượt qua cuộc khủng hoảng này, người phụ nữ nói.